Đoàn Văn Hậu được Trung Quốc mở đường, tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn ở giải châu Á. Chủ nhà Trung Quốc mới đây đã quyết định độ tuổi tham dự môn bóng đá nam của ASEAN 2019 là U24 thay vì U23 như thông lệ và vẫn giữ nguyên ba suất quá tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc những cầu thủ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 99 như Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nhân Mạnh Dũng vẫn có thể tham dự giải đấu. Thay đổi này bắt nguồn từ việc ASEAN 2022 Bị hoãn từ năm ngoái sang năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, thông qua Ủy ban Olympic châu Á OCA, chủ nhà Trung Quốc đã quyết định thay đổi giới hạn độ tuổi nhằm đảm bảo quyền lợi của các đội tuyển tham dự. Đây không phải lần đầu tiên một giải đấu thay đổi độ tuổi tham dự. Trước đó, môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 bị hoãn sang năm 2021, cũng thay đổi giới hạn độ tuổi môn bóng đá nam là U24-3. Theo kế hoạch, ASEAN 2022 là kỳ đại hội châu Á thứ 19 diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến mùng 8 tháng 10 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là thời điểm chung với mùa giải 2023-24 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và Công ty Cổ phần bóng đá Chuyên nghiệp việt nam vpf cùng các câu lạc bộ trong nước sẽ phải có kế hoạch điều chỉnh lịch thi đấu ở ASEAN gần nhất năm 2018 tại Indonesia, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa Olympic Việt Nam có lần đầu tiên vào chơi ở bán kết và đã nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước Hàn Quốc của Song Hyung-min. Đội sau đó giành huy chương vàng, Olympic Việt Nam sau đó tiếp tục để thua UAE trên chấm luân lưu. Ba cầu thủ quá tuổi tham dự giải đấu năm đó là Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Anh Đức và Đỗ Hùng Dũng. Tại giải đấu sắp tới, người kế nhiệm huấn luyện viên Park cũng được hưởng lợi lớn khi những cầu thủ sinh năm 99 vẫn đủ điều kiện tham dự cùng với việc được triệu tập thêm ba cầu thủ quá tuổi lực lượng của olympic việt nam vẫn rất chất lượng để hướng tới một giải đấu thành công theo thông tin được biết vff đang có những đàm phán với huấn luyện viên philip chusier để bổ nhiệm chiến lược gia người pháp vào ghế nóng của tuyển việt nam trong quá khứ ông chusier đã có kinh nghiệm